âm nhạc được xem là một dạng ngôn ngữ quốc tế. Chúng ta đều có thể thưởng thức và hiểu được âm nhạc, cho dù bạn là ai, bạn ở đâu và bạn làm nghề gì. Bạn muốn con phát triển trí thông minh, âm nhạc có thể làm được điều đó. Chuyên gia âm nhạc Meredith Levender giải thích, ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra được mối quan hệ mật thiết giữa kết quả học tập với việc yêu thích âm nhạc. Âm nhạc giúp kích thích những phần liên quan đến phần đọc hiểu, toán học và sự phát triển tình cảm trong bộ não con người. Bạn đang băn khoăn lựa chọn cho con em mình một loại nhạc cụ phù hợp với các bé, giúp các bé thỏa sức sáng tạo với âm nhạc nhưng lại vừa vặn với túi tiền của mình. Chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm đàn organ Casio. Organ Casio được thiết kế giúp hỗ trợ tối đa cho người chơi trong suốt quá trình học tập. Chính vì vậy mà mẫu đàn này ra đời đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu âm nhạc của đa số người mới bắt đầu, đặc biệt là trẻ em. Với mức kinh phí rất hấp dẫn, 2.590.000 đồng, là bạn đã có thể sở hữu cho con em mình một sản phẩm âm nhạc rất tuyệt vời, với nhiều tính năng hữu ích, hệ thống bền bỉ, thiết kế hiện đại. Casio CTK-1300 thực sự phù hợp với giáo dục tiểu học, người mới học nhạc cơ bản hay người đang cần một cây đàn tốt cho việc luyện ngón. Có thể nói, Casio CTK-1300 là sự khởi đầu cho việc học đàn organ bền vững. Sản phẩm đạt chất lượng, đầu tư rất thấp nhưng hiệu quả cao. Ở Casio CTK-1300, nhà sản xuất đã tích hợp rất nhiều tính năng giáo dục đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hành cho người mới tập chơi. Do đó, đối tượng sử dụng Casio CTK-1300 không chỉ gói gọn ở trẻ em, bậc mẫu giáo hay tiểu học, mà dù ở độ tuổi nào cũng có thể học organ cực kỳ nhanh trên Casio CTK-1300. Với bàn phím nâng cao, bạn hoàn toàn có thể dựa vào model organ Casio này để phát triển kỹ năng chơi khi tìm kiếm nhạc cụ đầu tiên của chính mình. Các mẫu đàn Casio CTK-1300 mới được trang bị các tính năng hữu ích như bài học Melody Off cho phép bạn tắt các phần giai điệu của một bài hát để chơi nó một mình. 6 mốt phím kích thước gần nhất với đàn piano và 12 nốt polyphony đa dạng âm thanh nhạc cụ, các hiệu ứng, nhịp điệu, bộ gõ và lớp âm thanh cho bé phát triển lâu dài. Tất cả điều này được thể hiện trên màn hình LCD dễ đọc và dễ điều khiển. Vì vậy, cho dù bạn đang theo học organ tại lớp đào tạo nhạc hay tự học tại nhà, thì Casio CTK-1300 chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực giúp bạn tiến nhanh hơn trên con đường khám phá âm nhạc. Organ Casio được thiết kế giúp hỗ trợ tối đa người chơi trong suốt quá trình học tập. Chính vì vậy mà mẫu đàn này ra đời đã đáp ứng nhu cầu tìm hiểu âm nhạc của đa số người mới bắt đầu, đặc biệt là trẻ em. Với mức kinh phí rất hấp dẫn, 2.590.000 đồng, là bạn đã có thể sở hữu cho con em mình một sản phẩm âm nhạc rất tuyệt vời với nhiều tính năng hữu ích, hệ thống bền bỉ, thiết kế hiện đại. Casio CTK-1300 thực sự phù hợp với giáo dục tiểu học, người mới học nhạc cơ bản hay người đang cần một cây đàn tốt cho việc luyện ngón. Cực nhiều tính năng hữu ích giúp việc học organ trở thành niềm vui bất tận. Công nghệ tích hợp một loại âm sắc và kho bài hát phong phú là một phần không thể thiếu ở mỗi cây đàn keyboard. Nhưng nhiều bạn không biết rằng các chức năng này cũng có thể tạo động lực to lớn để bạn tìm hiểu và phát huy sáng tạo. Với con số khổng lồ, 100 tiếng và 100 phong cách đệm trên Casio CTK-1300, đảm bảo bạn không bao giờ cảm thấy buồn chán vì khám phá phần đệm là một cách tuyệt vời để thực hành nhịp điệu. Chức năng tập đàn bật tắt phần tay trái và tay phải cho phép luyện tập riêng những phần tay trái và tay phải theo chế độ phát lại của những bài hát cài sẵn. Đồng thời bạn cũng có thể kiểm soát các hòa âm và sáng tạo các hợp âm với Casio Chop và Full Range Chop. Chức năng Transpose rất hữu ích cho việc bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để đổi giọng cho một bản nhạc cho một phím khác nhau. Đàn organ Casio, 61 phím đàn dạng hợp piano chắc chắn và nhạy, tạo cảm giác thật cho việc học piano. 12 nốt polyphony, 100 âm sắc và 100 điệu nhạc phù hợp cho tất cả thể loại âm nhạc trên thế giới. 100 bài hát được tích hợp sẵn với chức năng hướng dẫn tập đàn bật tắt phần tay trái, tay phải, hỗ trợ bạn trong việc luyện tập. Màn hình LCD lớn hiển thị âm sắc, điệu nhạc, tên bài hát và các thông số khác nhau giúp bạn dễ dàng thao tác và chọn lựa. Đệm nhạc tự động. Có thể nói Casio CTK-1300 là sự khởi đầu cho việc học đàn organ bền vững. Sản phẩm đạt chất lượng, đầu tư rất thấp nhưng hiệu quả cao. Có một chiếc đàn piano hay chí ít là một chiếc đàn organ trong nhà để thỏa sức sáng tạo nghệ thuật luôn là ước mơ của các bé. Và những bậc phụ huynh tâm lý thường hiểu con họ muốn gì để đáp ứng sự phát triển của các em.
có một chiếc đàn bé bé xinh xinh trong gia đình sẽ làm cho các bạn nhỏ vui thích hơn, yêu đời hơn, và đó cũng là điều kiện đủ để các em phát triển trí thông minh và nhân cách trong cuộc sống. Chỉ với số tiền nho nhỏ 2.590.000 đồng, để có được số tiền này, bạn chỉ cần tiết kiệm chi tiêu trong vòng một tuần là con bạn đã có thể sở hữu một sản phẩm tuyệt vời rồi. Hãy gọi cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0462858585 và 0902200999 để được tư vấn và đặt mua sản phẩm. Đặc biệt, khi mua chiếc đàn CTK-1300 Casio, bạn sẽ được tặng ngay một chân đàn, một bao da, một tai nghe và một sách nhạc.